Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Người âm giữ duyên của tác giả Minh Khôi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của vấn diễn đọc của Đình soạn. Bên tai của Quang nghe thấy một giọng nói, giọng nói không phải là của một người, giọng nói mang theo hơi lạnh thổi vào tai. Đầu của Quang như bị một ai đó bóp thật mạnh Nó giống như một quả cam bị ép cho ra nước vậy Chết đi tao sẽ giết mày Quang hét lên trong đầu đớn Những cơn đau đầu cứ khiến cho Quang không ngừng rú lên Trinh Hoàng sợ bước xuống giường Quang lúc này đã đau đớn ngã xuống bất tỉnh dưới sàn nhà Trình tuy không nhìn thấy những thứ mà Quang thấy Nhưng Trình có một cảm nhận rằng Dường như có một ai đó đang nhìn cô với một đôi mắt đỏ như máu Trinh có thể hiểu được trong căn phòng này đang có sự hiện diện của một người khác. Không nói đúng hơn trong căn phòng của Trinh đang có sự hiện diện của vong hồn. Nhưng đó là vong hồn của ai thì chỉ có mình Trinh biết mà còn biết rất rõ. Kiểm tra Trình Thích Quang vẫn còn thở, chỉ là đau quá cho nên ngất xỉu mà thôi. Đột nhiên bên tai của Trinh vang lên một giọng nói khiến cho Trinh lạnh cả sống lưng. Trong căn phòng nhập nhoàng ánh đèn, bất giác cái bóng đèn phòng bể toang như có ai đó đã đập vào nó vậy. Trong căn phòng lúc này tối như hũ nút, Trinh có thể xác định được giọng nói này là của ai. Nó sẽ phải chết nếu nó không rời xa Trinh. Giọng nói đó là giọng nói của vong hồn Khánh. Nhớ lại cái chết đầy kinh dị của anh ta khi bị hai tên sát nhân đập vào đầu, khuôn mặt toàn máu me đang xoay lại nhìn Trinh. Và đêm cuối cùng khi mà Trinh chuẩn bị quay trở lại Sài Gòn Đêm đó Trinh đang nghe anh ta nói một câu để kinh dị khiến cho Trinh ám ảnh. Tôi sẽ đi theo Trinh. Nước nước bọt Trinh vội với lấy quần áo mặc vào người Trinh lầm bẩm Khánh, tôi biết là anh chết oan, nhưng những oan tình của anh tôi đã giúp anh giải rồi. Đừng theo tôi nữa, tôi cũng chẳng cần anh báo ân, làm ơn để cho tôi yên. Một làn gió lạnh bút bất chợt thổi qua khiến cho Trinh dùng mình lạnh cả sống lưng tiếng nước không biết từ đâu đã bắt đầu chảy ra tạo nên những âm thanh kinh dị xung quanh căn phòng tối om không một ánh đèn trinh không nhìn thấy gì tiếng nước vẫn không ngừng chảy xen lẫn với tiếng gió thổi qua những khung cửa kín tạo ra âm thanh để gai người sau khi ánh đèn không còn con mắt của trinh dường như cũng đã quen dần với bóng tối nhìn thấy quang đang nằm sóng xoài dưới sàn nhà trinh kéo quang lên giường đắp chiếc chăn lên ngang ngực cho quang nhiệt độ căn phòng lúc này ngày một lạnh. Trinh cảm thấy dường như có một ma lực nào đó đang đè ép trái tim của mình. Vội bước xuống giường Trinh với tay đóng sập cánh cửa phòng lại. Sau khi cánh cửa phòng được Trinh đóng lại, tiến lại giường nơi Quang đang nằm thì đột nhiên chân của Trinh lúc này đã bị dẫm phải một thứ dịch nhảy. Kèm theo đó là một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mùi hôi thối này rất quen thuộc đối với Trinh, như Trinh đã trông phải rất nhiều lần. Chầm chậm cúi đầu nhìn xuống trước mắt của Trinh lúc này, bàn chân của cô đã dẫm phải một vũng máu rất hôi. Mặc dù trước đó trong căn phòng làm gì có máu. Bất giác bên tai của Trinh có một giọng nói âm vang. Tao sẽ giết nó. Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. 6 giờ sáng, Quang sau khi nghe được tiếng chuông báo thức thì giật mình tỉnh dậy. Sau màn mây mưa không trọn vẹn giữa Quang và Trinh đêm qua, lại thêm đêm qua không hiểu lý do vì sao Đầu của Quang lại đau như búa bổ Khi nhìn thấy một bóng đen bên cửa sổ Vừa lắc đầu vì đến bây giờ đầu của Quang vẫn còn đang đau y ẩm Giật mình vì lúc này Quang nhìn thấy Trinh đang ngất xỉu dưới sàn nhà Lật đật Quang mặc quần áo xuống giường Quang lên người của Trinh Thì thật may Trinh vẫn còn thở Quang khẽ gọi Trinh ơi em sao thế này Nhưng Quang có lại cách mấy Trinh cũng không tỉnh lại vội ấm Trinh lên giường kéo chiếc chăn, Quang đắp ngang ngực cho Trinh sau đó nói. Trinh, em tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở dưới sàn nhà thế này? Sau những tiếng gọi của Quang, Trinh bần thần tỉnh dậy, mở mắt điều đầu tiên Trinh nhìn thấy đó là Quang. Thở phào nhẹ nhõm Trinh nói, đêm qua anh làm sao vậy, đang vui vẻ với nhau mà anh nhìn thấy thứ gì? Quang liền ấp úng đáp, à, chắc tại ở nhà hàng anh uống nhiều rượu quá, cho nên là thấm hơi men đầu đau nhất, chứ không có gì đâu. Thôi nằm nghỉ một lát đi Anh về chuẩn bị đồ chạy sang đón em vào công ty nha Trinh gật đầu Quang không dám nói ra những thứ Quang nhìn thấy vào tối ngày hôm qua Vì nói ra sẽ làm cho Trinh sợ Với lại Quang chỉ nghĩ là mắt của mình hoa mắt Nhưng điều mà Quang không ngờ tới là Trinh cũng thừa biết Quang nhìn thấy thứ gì và biết rõ người đó là ai Quang kể sắt môi của mình gần môi của Trinh Khét trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào Thôi anh phải về nhà đây Soạn quần áo rồi anh lại sang đón em Quang đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên chán của Trinh Rồi sau đó lặng lẽ quay bước ra khỏi phòng Tiếng xe ô tô nổ lên rồi lại không còn nghe thích gì nữa Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Hôm nay Trinh có cuộc gặp gỡ với khách hàng lớn mua bảo hiểm 5 năm Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 6 giờ 30 phút Trinh nhớ lại những điều xảy ra đêm qua khi trinh cùng quang đang ở phần dạo đầu của cuộc mây mưa thì đột nhiên quang đau đầu và không ngừng hét lên trong đau đớn bóng người bên cửa sổ đêm qua quang đã thấy không ai khác chính là hồn ma của khánh khánh thực sự đã theo trinh về tận nhà sắp xếp ngày ngắn mền gối lại thật ngăn nắp trinh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài ban công những giỏ hoa làn đang nở hoa đủ màu sắc thoang thoảng mùi thơm vô cùng dễ chịu hít một hơi thật dài trinh thẩm nghĩ không lẽ những gì anh ta nói là sự thật Anh ta thực sự đã theo mình về đây Thật không thể tin được mình lại vướng vào tình trạng như vậy Đồng hồ lúc này đã là 7 giờ Ở bên ngoài Trinh cũng đã nghe được tiếng xe ô tô của Quang đỗ bên Bên trong căn nhà Trinh bước ra Mặc trên người là một bộ quần áo nhân viên công ty bảo hiểm Quang vội mở cánh cửa để dìu Trinh bước vào Sau đó Quang quay lại nơi buồng lái Xe bắt đầu lăn bánh từ nhà của Trinh muốn đến công ty bảo hiểm cũng chỉ cần 10 phút. Công ty cũng đã nằm ở quận 7 và cũng vào buổi sáng cho nên không kẹt xe là mấy. Xe lăn bánh tới trước công ty, Trinh bước xuống xe còn quang thì chạy vào bến đỗ. Khoảng độ 8 giờ là hai khách hàng sẽ tới, giám đốc và một cô nhân viên sẽ tư vấn cho họ vì họ mua bảo hiểm 5 năm. Đây là khách hàng tiềm năng cho nên cần phải có nhân viên tư vấn kỹ càng trong công ty này người có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và có thâm niên lâu nhất không ai khác là Trinh. Cho nên Trinh được giám đốc tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng lớn. Vì tiếp khách với lịch dày đặc và lại gần gũi với sếp quá nhiều khiến cho Quang cũng đâm ra sinh ghen. Có khi sếp cũng có một số cử chỉ thân mật đối với Trinh làm Quang rất khó chịu. Bước vào căn phòng, trong căn phòng công ty lúc này chỉ có mấy người vì đa số họ đã ra căng tin ăn sáng đã là 7 giờ 30 phút, Trinh tiến lại chỗ làm việc của mình, tham khảo một số chính sách mới của công ty đưa ra và coi lại một số tài liệu trước khi tư vấn cho khách hàng. Lúc này Trinh cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn ngủ, đôi mắt cay xè với một bộ mặt rất thất thần kể từ khi trở lại thành phố. Trinh luôn cảm thấy trong người của mình lúc nào cũng mệt mỏi. Vừa đứng dậy Trinh pha một ly cà phê, đặt cốc cà phê lên bàn làm việc và ngồi xuống nhấp chuột vào bản chính sách của công ty trên máy tính thì bất chợt phía sau lưng của Trinh có một bàn tay đặt lên vai của cô. Bàn tay lạnh buốt và kèm theo đó là một giọng nói khẽ vang lên. Hôm nay có khách hàng lớn, em mau tranh thủ chuẩn bị đi. Hai khách hàng này sẽ làm ăn với chúng ta lâu dài. Ông ta hứa sẽ tìm một số khách hàng tiềm năng về cho công ty của chúng ta. Trình quay đầu nhìn lại giám đốc rồi gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, cô nói. Dạ vâng thưa sếp, Giám đốc của công ty tên là Duy, anh ta năm nay 31 tuổi. Năm 25 tuổi lấy vợ nhưng vợ của anh ta không may bị tai nạn và qua đời cách đây 2 năm. Trong công ty Trinh là người được xếp ưu đãi nhất. Có lẽ là vì anh ta cũng có phần cảm mến với Trinh mà kể cho Trinh đã có người yêu là Quang. Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Trinh khiến Duy không thể nổi lên những cơn dục vọng ham muốn chiếm hữu của mình. Vì cũng đã rất lâu rồi Duy chưa có lên giường với một cô gái nào khác kể từ ngày vợ Duy mất. Bất giác Duy nói, à tối nay em có rảnh không? Nhìn vào mặt của sếp Trình rất muốn từ chối vì không muốn khi mình nhận lời sếp đi vì không muốn khi mình nhận lời đi ăn với sếp thì quang lại nổi cơn ghen đến lúc đó không phải rất khó xử hay sao con biết và làm lớn mọi chuyện và cũng gây ra mâu thuẫn với sếp Tết lúc đó không sớm thì muộn Quang cũng sắp bị đuổi Trình ngấp úng một hồi lâu Sau đó liền vội đáp Dạ hôm nay em cảm thấy không được khỏe Có gì em sẽ alo cho sếp Duy thở dài buông đôi tay ra khỏi vai của Trinh rồi nói Vậy sao muốn mời em đi ăn một lần cũng khó quá À đừng gọi anh là sếp nữa mà gọi là anh Duy đi cho thân mật Trinh gật đầu nhưng không trả lời của Duy 8 giờ sáng ở bên ngoài cánh cửa một chiếc xe du lịch đang đánh lái tiến vào chỗ đó là hai ông khách lớn mà duy đã nhắc tới. bước xuống xe hai ông khách được nhân viên dẫn vào trong phòng tiếp chuyện. trinh thấy vậy thì cũng vội vã chạy xuống chào hai người. dạ chào anh ạ, à, em là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty. hai ông khách gật đầu chào lại trinh mời hai người ngồi xuống từ trong căn phòng giám đốc bước ra khuôn mặt tươi cười gật đầu chào hai vị khách. trinh rót nước vào tách di chuyển tách trà sang hướng của hai ông khách. trinh vội vàng với một giọng điệu ân cần. Dạ 12 anh dùng nước ạ à. Hai anh có nhu cầu mua bảo hiểm bên em dài hạn à Một ông khách tươi cười nói Đúng rồi em Anh định mua bảo hiểm trong vòng 5 năm Trình Điền đáp Sở thưa anh tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập Có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết Nếu như anh mua bảo hiểm bên công ty em Thì anh sẽ được rất nhiều ưu đãi cũng như là quà Hai ông khách nhìn nhau gật đầu rồi nói Thôi được rồi chúng tôi ký hợp đồng 5 năm với công ty hai anh chị vì giá rẻ với lại việc công ty các anh chị làm ăn luôn uy tín. Khép mỉm cười, Trinh không ngờ hai vị khách này lại dễ thuyết phục đến vậy. Trinh cảm thấy dạo gần đây mọi chuyện Trinh làm đều suôn sẻ, giống như Trinh muốn gì thì tất cả sẽ trở thành sự thật vậy. Hợp đồng cũng đã được hai ông khách ký, ông ta còn nói kiếm khách hàng tiềm năng về cho công ty. Nếu đã ký hợp đồng 5 năm với công ty, đó cũng đồng nghĩa với việc Trinh đã lập được công lớn. Duy còn có dự định sẽ đưa Trinh lên làm chức trưởng phẩm Nếu hôm nay Trinh gật đầu đồng ý đi ăn với Duy Hôm nay em đồng ý đi ăn với anh nhé Nhà hàng thì anh cũng đã đặt bàn rồi Nên em gật đầu tối nay anh sẽ qua đón Anh em công ty đi ăn chung cũng là điều bình thường Nhưng mà điều không bình thường nằm ở Quang Quang là một người rất ghen tuông và ích kỷ Không muốn Trinh giao du với một con người khác Trinh rất e ngại nhưng rồi cũng gật đầu, lòng vui mừng như bắt được vàng khép mỉm cười suy nói vậy thì tối nay anh sẽ qua đón. Trinh gật đầu đôi môi khẽ mỉm cười. Chính cái nụ cười đó càng khiến cho Quang không ngừng say đắm. Đầu giờ chiều khi mà tan giờ làm việc, Quang vội đánh xe ô tô con ra trước cầm. Trinh không dám nói rằng hôm nay mình sẽ đi ăn với giám đốc Duy vì sợ cái tính hay ghen của anh chàng này. Cậu đã rất nhiều lần Trinh khó chịu khi Quang cứ tạo ra một cái khuôn rồi đặt Trinh vào trong đó. Mọi chuyện Trinh làm hay đi chơi với ai về lúc mấy giờ đều phải thông báo với quang có đôi lần trinh muốn nói lời chia tay nhưng đều bị quang từ chối rồi đánh trống lảng qua một chuyện khác xe lúc này đã lăn bánh tới nhà của trinh bước xuống xe quang vội hỏi hôm nay cục vàng của anh cô muốn đi đâu không để anh chờ trinh lắc đầu miệng cười rồi nói à không hôm nay em hơi mệt chắc không đi đâu đâu anh ạ à? anh về đi lắc đầu ngắn ngầm quang quay lưng lại vào trong xe quang đánh vô lăng rồi biến mất không hiểu sao trong người của Sinh hôm nay cảm thấy bứt sức bực bội khó chịu một điều gì đó. Khi trên xe Trinh chẳng hề muốn nói một lời nào với Quang, cứ như thể Quang trong mắt của Trinh lúc này như kẻ thù vậy. Bước vào trong nhà bất chợt tiếng chuông báo điện thoại khẽ vang lên, mở điện thoại đó là tin nhắn của xếp Duy, trong tin nhắn có ghi: "Em tắm rửa chuẩn bị đi nhé, một lát nữa anh qua đón." Vội thở dài thất điện thoại, căn nhà của Trinh hôm nay không hiểu lý do tại sao nó lại lạnh đến khó tả. Bước vào trong phòng tắm, Trinh vội cười hết bộ đồ công ty, mở vòi nước hoa sen, những tia nước như mưa không ngừng rơi xuống khắp thân thể trắng nõn của cô. Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ, lúc này Trinh đang diện một bộ váy hồng trông rất xinh xắn. Khẽ kéo ghế ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt của Trinh quả đúng là không sai. Trinh rất là đẹp đánh một lớp son đỏ hồng lên môi, đắp thêm một chút phấn vào. Đang loài hoài trên chiếc bàn trang điểm thì bất chợt trinh dùng mình. Vì vừa mới đây thôi cô nhìn thấy phản chiếu sau tấm gương là một cái bóng đèn đang nhìn chầm chầm vào trinh mà mỉm cười. Cơ thể của người này ướt sũng nước. Quay vội ra đằng sau nhìn nhưng lúc này Trinh chẳng thấy ai. Nhưng đáp lại đó là một giọng nói u uất lạnh lẽo và vào tay của Trinh khiến cho Trinh thoáng giật mình em đẹp lắm em phải là của anh bên ngoài một thanh niên đang lái một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ trước nhà của trinh vội mở cánh cửa ô tô và bước xuống đó là duy đúng như đã hẹn duy lái xe đến đón trinh vừa lấy chiếc điện thoại ra gọi cho trinh từ bên trong nhà tiếng chuông điện thoại của trinh vang lên à, dạ alo em nghe đây sếp à em xong chưa anh đang đứng ở bên ngoài à, dạ em sẽ ra ngay à Bước ra khỏi căn phòng tiếng chuông thông báo điện thoại khẽ vang lên. Đó là tin nhắn của Quang. Một sticker chúc mừng sinh nhật kèm theo đó là một dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật cục vàng của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Không trả lời tin nhắn của Quang mà kính cửa chính trinh bước thẳng ra ngoài. Ở bên ngoài xếp Duy vẫn đang đứng đó. Vừa mở cửa bước ra bên ngoài Duy bất chợt chết đứng. Có thể nói nhìn trinh lúc này làm cho con tim của Duy rụng rời ngây ngất vài giây duy ấp úng trinh hôm nay em đẹp lắm nhìn vào duy trinh mỉm cười cảm ơn anh ạ à. trong ánh đèn sẽ lờ mờ nhìn trinh xinh đẹp đến ngây ngất mọi thứ đúng như duy dự đoán bất giác dục vọng trong người của duy nổi lên duy cảm thấy mình không thể cứng lại được vẻ đẹp này toàn thân của duy dạo rực khó có thể kiềm chế được nhưng trước mắt đã là nhà hàng nơi duy đất đặt bàn tối nay Khương mặt của Duy lúc này khẽ đỏ bừng. Duy cũng thất kinh vì mới đây thôi, Duy lại có những suy nghĩ đầy nhục dục với Tinh. Nhìn thấy xe đỗ tới một nhà hàng Trinh quay sang hỏi Duy làm cho anh bừng tỉnh. Đến rồi hà xếp. Sau những dòng suy nghĩ miên man thì bất giác Duy giật mình sau câu hỏi của Trinh, Duy ấp úng. À, ờ, à, à, để anh mở cửa xe cho em xuống. Bước xuống xe, Duy ngượng ngùng sánh vai bước đi bên Trinh khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy họ là một cặp đôi mới quen nhau tối nay hai người an tại một nhà hàng châu âu sang trọng và vô cùng lãng mạn nhà hàng trang trí rất đẹp nơi này rất phù hợp cho những người khi yêu nhau hoặc rất lãng mạn phù hợp cho việc cầu hôn không cảnh được bài trí lung linh những ánh đèn vàng nhạt phát sáng bên tai là những điệu nhạc rất nhẹ nhàng không cảnh nhìn ra bên ngoài có thể thấy bao quát sài gòn khi về đêm ngay cả món ăn cũng được làm từ tay nghề của các đầu bếp thượng hạng chế biến tất cả mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo đối với duy bất chợt một nhân viên phục vụ đến bàn của trinh một chiếc bánh kem màu hồng phía bên trên bánh có những bông hồng rất đẹp kèm theo đó là dòng chữ chúc mừng sinh nhật trinh trinh hà hốc mồm ngạc nhiên tại sao duy lại biết ngày sinh nhật của mình trên tay của duy lúc này cầm một bông hoa từ tay của người nhân viên phục vụ cầm bông hoa hồng đang không ngừng tỏa ra những hương thơm ngào ngạt trên tay trinh ngượng ngùng nói ờ tại sao sếp lại biết em thích hoa hồng mà tại sao sếp biết ngày sinh nhật của em cầm bó hoa hồng đưa đến tay của trinh duy mạnh dạn nói vì anh thương em anh đã thương em rất lâu rồi nhưng anh chưa có cơ hội nói ra nhân dịp hôm nay là sinh nhật của em anh cũng mượn ngày này để cầu hôn với em bối rối xèn lẫn với ngượng ngùng trinh không biết trả lời duy thế nào khi Duy cầu hôn cô, vì lúc này đây Trinh đã có quang. Sếp Duy cũng thừa biết Trinh đã có quang làm người yêu. Tại sao sếp Duy lại như vậy? Trinh ấp úng. Sếp, em rất cảm ơn sếp đã nhớ tới ngày sinh nhật của em. Nhưng mà lời cầu hôn thì lúc này em không dám nhận đâu à. Mong sếp thông cảm. Trinh không dám từ chối thẳng thừng, mà cô đi đường vòng cô từ chối một cách thuyết phục. Từ chối như thế nào để cho sếp không buồn? Khe rót rượu vào ly Trinh nói nào mình cũng đi thôi tiếng chuông thông báo điện thoại của trinh khẽ vang lên thông báo đó đến từ quang anh sẽ tạo cho em bất ngờ vì ngày sinh nhật đến lúc này chai rượu trên bàn đã vơi đi mất một nửa duy đã ngà ngà say cơ thể của duy lúc này nóng bừng đôi mắt cứ không ngừng nhìn vào trinh đôi mắt ấy khiến cho trinh ngượng ngùng duy nói anh sẽ làm mọi cách để có được em trinh ạ à? ra khỏi nhà hàng duy lái xe đưa trinh về có lẽ do men rượu đến giờ mới thấm Nhìn Trinh lúc này mặt đỏ hồng rất đẹp Nó khiến cho dục vọng của Duy nổi lên Duy không ngừng nhìn vào Trinh như là muốn ăn tươi nốt sống Xe lăn bánh tới đoạn đường 3 tháng 2 quận nhất Quẹo thêm một lần nữa sẽ tới nhà của Trinh Thì bất chợt trước tấm kính xe ô tô Lúc này Trinh nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện trước nhà của mình Nhìn vào biển số Trinh giật mình hoảng hốt vì biển số xe lúc này là biển xe của Quang, nhưng tại sao Quang lại ở đây? Quang đến nhà Trinh giờ này để làm gì? Vừa mở điện thoại ra xem dòng tin nhắn ban nãy Quang đã gửi. Anh sẽ tạo cho em điều bất ngờ ngày sinh nhật. Thôi không xong rồi, vì ban nãy Quang có hỏi thì Trinh nói nay cô mệt không muốn đi đâu, nhưng nay lại bắt gặp Trinh đi cùng với sếp, thì Quang không nổi một trận lôi đình mới lạ lạ xe lăn bánh bất chợt dừng lại trước nhà của trinh vội mở cửa bước xuống xe trinh hốt hoảng vì lúc này trước mắt của trinh là quang quang đang đứng đợi ở cửa trên tay của quang cầm một cái bánh kem không lẽ điều bất ngờ mà quang muốn nói sẽ tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của cô đúng để cũng gọi là bất ngờ mà bất ngờ cho cả hai trinh bất ngờ là tại sao quang có mặt ở đây và quang cũng bất ngờ tại sao trinh lại đi đâu vào giờ này trong khi ban nãy Trinh nói Trinh không khỏe. Cơn thú tính của Quang lại bùng lên, bất giác Quang gần giọng nói. Em đi với ai vậy? Xem xe đi mà không nói cho anh em đi với ai? Trinh ngấp úng không mở được miệng thì bất chợt trong xe Duy mở cửa rồi nói. Trinh nó đi với tôi. Trần chừng đôi mắt nảy lửa, Quang quăng luôn hộp bánh kem xuống đất. Những miếng bánh kem vàng giặt tung tóe. Quang tiến lại gần Duy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận Quang nói. Tại sao anh lại đi với cô ấy Anh biết cô ấy là ai với tôi không Miệng nở một nụ cười khinh bỉ Duy nói bằng cái giọng khinh bỉ Thì tôi biết Trinh là người yêu của cậu Nhưng hôm nay là sinh nhật cô ấy Tôi muốn mời cô ấy đi ăn thôi Xem đã nhân viên có gì sai Anh im đi Nắm lấy vật áo của Duy sốc lên quang trợn mắt Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận quang quát Tôi nói là một lần nữa Tôi không muốn nhìn thấy anh với cô ấy một lần nữa Trinh hoảng sợ rồi nói Các anh thôi đi đừng gây gổ với nhau nữa xếp duy anh về đi bông vạt áo của duy ra duy bước vào trong xe đóng sập cánh cửa lại vội đề máy lên và tức tốc chạy đi trước gian nhà bây giờ chỉ còn trinh và quang trinh ấp úng em xin lỗi vì em đã đi với anh ta mà không nói cho anh biết em làm cho anh nhìn em bằng một cặp mắt khác đi trinh à nước mắt của trinh lúc này bắt đầu rơi xuống trinh cúi gầm mặt xuống đưa tay ôm mặt và khóc bất chợt một cơn gió mang hơi nước lạnh lẽo thổi qua khiến cho quang dùng mình một giọng nói khẽ vang lên đừng khóc nữa trinh đừng khóc nữa tôi sẽ bảo vệ cô tôi là khánh đây bất chợt dùng mình khi nghe đến cái tên của khánh buông hai bàn tay khỏi mặt trinh hét toáng lên trước mắt của trinh lúc này là một khuôn mặt với một mái tóc ướt sũng đầu mắt lòi cả ra bên ngoài đầu mắt không còn đồng từ đó đang kê sát mặt của trinh mà cười trinh ôm đầu sợ hãi trinh chỉ tay về phía trước miệng hét lớn đừng bám thân tôi nữa trinh lùi người về phía sau cô lùi một bước khánh lại lùi một cô lùi một bước khánh tiến lại một bước trinh sợ hãi tột độ miệng cứ ấp úng nói không thành lời sao nói của khánh lại một lần nữa cất lên nghe âm vang cả một vùng mình rất thích cậu mình sẽ giết chết hết những ai dám ở bên cậu không đừng làm như vậy tránh xa tôi ra trinh trinh em sao vậy Bất chợt tỉnh dậy cơ thể của Trinh chảy toàn mồ hôi Nhìn trước mặt Trinh lúc này không phải là cổ khánh đó là Quang Trinh ấp úng Tại sao em lại ở đây Quang kề gối vào đầu của Trinh rồi nói Bần ấy anh đang hỏi em mà em không trả lời Em cứ nhìn vào anh như em đang sợ hãi một thứ gì đó Cứ như anh là ma vậy Em hét lên một tiếng thật lớn sau đó ngất xỉu Hoàng hốt anh mới bế em vào trong nhà Kéo chiếc chân đắp ngang ngực cho Trinh Quang nói Bà bà nãy em gặp thứ gì khiến em sợ đến vậy Em gặp ma Thôi đi em, lại là ma nữa rồi Đừng có lấy trò con nít đó trốn tránh không trả lời của anh Việc em đi chơi với thằng Duy đó Em nói thật mà Thôi, em cứ vậy lần này coi như anh bỏ qua Có lần sau đừng có trách anh đấy Trình không muốn nói nữa Vì nói cách mấy Quang cũng chẳng tin Vì thực tiễn Quang cũng chẳng tin vào tâm linh Chẳng tin vào những thứ gọi là ma quỷ Và ghép cho nó là một thứ nhảm nhí không có thật Quá đáng hơn nữa Quang cho là trinh diện cớ để tạo ra ma quỷ từ hù dọa mình nhằm đánh chống lảng đi sự việc Trinh đi chơi với Duy. Quang vội vàng đứng dậy mở cánh cửa phòng của Trinh. Anh đi đâu vậy? Quang quay đầu lại đáp lời. Anh đi ra sau vệ sinh. Bước ra khỏi căn phòng nhiệt độ căn nhà lúc này rất lạnh. Mặc dù bên trong phòng của Trinh nhiệt độ tỏa ra từ máy lạnh, công đồ làm cho Quang dùng mình nhưng không hiểu tại sao nhiệt độ ở ngoài lại lạnh hơn với tay quang bật công tắc đèn toilet bên trong toilet được trinh treo một tấm gương khá to vì trinh dù sao cũng là con gái cho nên việc tắm gương to như vậy trong cho nên việc có một tấm gương to như vậy trong toilet cũng là chuyện bình thường vội bước vào bên trong toilet quang đóng sập cánh cửa lại bất chợt một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào lưng của quang khiến cho quang giật bắn mình vội xoay người lại nhưng chẳng thấy gì riêng chỉ cảm thấy một điều rằng bên trong toilet này vô cùng lạnh ai vậy kỳ lạ trong phòng này làm gì có máy lạnh mà tao xa lạnh thế con vội vàng với tay mở vòi nước tiếng nước chảy xối xả vào bồn bất chợt ánh đèn vụt tắt chỉ còn lại một chút ánh sáng mập mờ từ cây đèn bên ngoài chiếu vào qua khe cửa cái gì vậy tại sao đèn lại tắt trong khi bên ngoài vẫn còn sáng một giọng nói của một người thanh niên bỗng cất lên quay lại đằng sau đi ánh đèn nhà vệ sinh lại sáng lên rồi vụt tắt quang sau khi nghe nói bên tai khẽ quay đầu lại thông qua ánh sáng nhập nhoàng của nhà vệ sinh trước mắt của quang lúc này là một bàn tay đang thò lên từ bồn cầu ôi trời đất ơi cái gì thế này vội quay đầu lại quang đập thật mạnh vào cửa nhưng không hiểu sao lúc này cánh cửa không thể mở ra cứ thể như có một ai đó ở bên ngoài chiếm một thứ gì đó thật nặng vào khiến cho quang đang cố cách mấy cũng không thể mở ra được chiếc ánh đèn nhập nhoạng lúc này người thanh niên ban nãy đang dần lú đầu lên từ bồn cầu nó đang chằm chằm nhìn vào quang miệng là một nụ cười kinh dị nó khiến cho quang ngay lúc này bị ngạt thở mày không thoát được đâu không thoát được đâu Quang đập thật mạnh vào cánh cửa toilet khiến cho nó phát ra những âm thanh rất lớn. Quang hét lên một tiếng thất thanh chứa đựng nỗi sợ hãi kinh hoàng. Buông tôi ra! Đang đứng tóm lấy chân của Quang là một cánh tay ướt sũng với những ngón tay bầm đen phát mùi tanh rất nầm. Đáng sợ hơn nữa cánh tay ấy vươn dài ra từ bồn cầu mà Quang vừa thiết ban nãy. Từ trong bồn cầu phát ra một giọng nói âm u lạnh lẽo mang theo không khí bút giá của cõi âm. Hãy chết đi Sinh là của tao Anh Quang Anh có trong đó không Là Trinh ban nãy từ trong phòng Trinh đã nghe những tiếng đập cửa Và những tiếng hét thất thanh của Quang Từ trong toilet Cho nên Trinh vội vàng chạy ra sau Bên trong toilet lúc này Quang không ngừng gào thét như điên dại Anh có bị sao không Đáp lại tiếng gọi của Trinh là những tiếng rên đau đớn của Quang ở bên trong. Tiếng là đó khiến cho Trinh dùng mình nhớ lại trong cơn mưa bàn nãy, phong hồn của Khánh đã nói. Mình rất thích cậu, mình giết tất cả những ai dám bên cạnh cậu. Đúng lúc này thì ánh đèn nhà vệ sinh sáng trở lại và tiếng la hét của Quang không còn nữa. Không gian bây giờ chỉ còn lại một khoảng không gian im lặng. Vội dùng sức trinh đẩy cánh cửa, đẩy khoảng ba cái thật mạnh thì cánh cửa lúc này mới chịu mở ra. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra thì đập vào mắt của Trinh lúc này là một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Trinh há hốc mồm hét lên, tiếng hét chứa đầy nỗi sợ hãi. Dưới mặt đất lúc này, Quang đang nằm dưới một vũng nước. Một chân của Quang đang bị mắc dưới bồn cầu, chân còn lại co rúng, miệng há hốc cơ thể ướt sũng. Trinh vội vàng chạy lại đỡ Quang dậy, thật may Quang vẫn còn hơi thở. Lào vội mặt cho Quang bất chợt một giọng nói lại vang lên mình sẽ giết nó đầu tiên, lần này nó may nhưng lần sau nó sẽ phải chết. Sáng hôm sau một buổi sáng ấm áp, nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Trên giường ngủ Quang vẫn đang nằm đó, đến giờ này anh vẫn chưa tỉnh dậy. Còn về phần của Trinh, Trinh luôn nhớ đến hiện tượng xảy ra đêm qua với cô và kể cả Quang. Hồn mắt của Khánh quả đúng là không sai, nó thực sự đã quay trở về ám theo Trinh. Hôm qua phong hồn của Khánh cũng có nói Anh ta không tha cho bất cứ ai dám bén mạng đến gần Trinh Vậy còn Quang thì sao? Quang là người yêu của Trinh Không lẽ hai người không được gần gũi? Thật là vô lý Nhưng biết làm sao bây giờ Người bình thường như Trinh thì sao dám động đến vong hồn như Khánh được chứ? Tạc lưỡi thở dài Trinh liền nói Không biết đến bao giờ mới đứt đây Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rất lời Trinh giật mình nhìn sang Quang lúc này đất tỉnh dậy Vội đưa tay ôm đầu vì nhức Quang nói Anh đau đầu quá Chắc hôm qua té xuống đất Cho nên là đầu vừa va chạm mạnh xuống mặt đất Thành ra bây giờ đau quá Trinh vội vàng đáp Anh nằm nghỉ đi em nấu cháo cho anh ăn Chắc là hôm nay em xin cho anh nghỉ làm bên công ty một bữa Nghỉ hai người thì công ty trừ doanh thu tháng luôn thì uổng lắm Quang gật đầu khét nằm xuống giường trinh đứng dậy bước ra ngoài bếp nấu cho quang một bát cháo ăn cho mau lại sức trong căn phòng lúc này chỉ còn lại mình quang bất giác quang thầm nghĩ giọng nói đêm qua là của ai một giọng nói rất kinh hãi nó khiến cho ai nghe thấy cũng phải phát khiếp còn cánh tay của một thanh niên trồi lên từ bồn cầu đó không lẽ những lời trinh nói là sự thật trên đời này thực sự tồn tại một thế giới thứ ba mang tin tâm linh mà quỷ thực sự là có thật hay sao nói không tin cũng không đúng nếu nói không tin thì những hiện tượng linh dị đêm qua là do cái gì bóng đèn bất chợt nhập nhoạng nhưng mà trước đó nó vẫn cháy một cách bình thường một giọng nói và một cánh tay bám chặt vào chân của quang kéo xuống thật mạnh nó là thứ gì giải thích theo khoa học thì rất khó mà có thể giải thích được hiện tượng này nhưng nói theo kiểu tâm linh thì chắc ai tin tâm linh họ cũng đồng thanh trả lời qua một câu đó là quang gặp ma Tiếng chuông đồng hồ báo thức khẽ vang lên khiến cho Quang giật mình. Sau những hồi suy nghĩ mông lung, ở bên ngoài Trinh cũng đẩy cửa bước vào. Ăn cháo đi anh cho mau lại sức. Hôm nay anh ở lại nhà của em đi. Thôi em chuẩn bị đồ đi làm đây. Anh mau ăn cháo đi kẻo nguội. Quang đáp lại với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Anh muốn hỏi em một vấn đề. Trinh đáp, anh hỏi đi. Em đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Thực sự nó có tồn tại hay không? và mục đích mà tồn tại để làm gì. Trinh nhìn qua ngơ ngác nhưng Trinh cũng hiểu tại sao qua hỏi như vậy. Ma quỷ vốn dĩ có tồn tại, đó là vong hồn của một người sau khi chết đi, linh hồn rời khỏi thể xác. Mà chỉ tồn tại ở dạng vô hình, thường không thể nhìn thấy. Nhưng có những người muốn gặp ma, thứ nhất phải là tùy duyên họ mới gặp được. Thứ hai là họ có con mắt âm dương để có thể nhìn thấy vong hồn và thứ ba họ là những nhà ngoại cảm có khả năng tương tác với các linh hồn. Đó là những thứ mà em đã tìm kiếm được. Đồng hồ lúc này đã là 7 giờ, trong căn phòng quang còn lại một. Trong căn phòng quang lại một lần nữa hoang mang sau câu trả lời của Trinh, đặt tay lên chán quang lại nghĩ. Vậy là đúng rồi, những thứ đêm qua quang nhìn thấy đích thị là ma. Nhưng mà tại sao vong hồn đó lại hại mình? Mình đâu có làm gì anh ta, mình cũng đâu có tư thù với bất cứ ai nhớ lại những câu mà bên tay của Quang thấy vào tối qua. Hãy chết đi, trinh là của ta, người sẽ phải chết, chết rất thảm. Đúng là nó, là nó chứ không còn ai vào đây. Đêm hôm qua mình có mâu thuẫn với nó. Câu nói đó đã chứng minh hết tất cả những thứ mà hắn muốn chiếm đoạt được từ tay của mình. Câu nói trinh là của tao phần nào đã chứng minh kẻ khiến cho mình suýt chết đêm qua là thằng Duy. Quang liền thầm chửi thề, thằng chó chết nhưng quang liền khựng lại bộ não của quang đã bắt đầu lập trình tiếp không cũng không đúng theo như trình nói thì đó là một vong hồn nhưng duy lại là một người sống làm sao có thể làm những chuyện như đêm qua nó chỉ có một cách làm điều đó mà thôi đó là bùa ngài bùa ngài là thứ có thể điều khiển được vong hồn nếu đã là như vậy thì mình biết phải làm sao bây giờ những dòng suy nghĩ của quang lại một lần nữa vụt tắt ngay khi có một tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên đó là Trinh. Trong tin nhắn Trinh chỉ nhắn vòn vẹn. Em đi làm rồi, anh ăn cháo rồi nghỉ khỏe nhé. Vậy là trong căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình quang. Cảm giác sợ sợ vì những cảnh tượng đêm qua lại ủa về. Ở bên ngoài không gian yên tĩnh đến lạ thường, không có một cơn gió nào thổi qua. Quang kéo vội tấm mảnh cửa sổ lại tránh đi ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng. Đầu của Quang lúc này cũng khá bứt đau. Vội kéo tấm chăn ra khỏi người, Quang bước xuống giường và cầm lấy bát cháo mà ban nãy Trinh đã nấu trên tay. Quang ăn lót dạ vài muỗng cho ấm bụng. Quang cảm thấy từ ngày Trinh trở về mỗi khi Quang bước vào nhà Trinh, Quang luôn thấy có một cảm giác khó chịu, như có một ai đó đang theo dõi mình vậy. Nói đâu xa xôi ngay lúc này khi mà Quang đang ở nhà của Trinh cũng vậy, nó luôn có một cảm giác rất khó tả. Nhưng Quang nhìn cách mấy cũng chẳng có bóng ai vội đặt bát cháo xuống bàn thì bất chợt từ bên ngoài cánh cửa phòng những tiếng xả nước bắt đầu vang lên âm thanh xả nước rất kỳ lạ nó cứ xả ra rồi lại tắt kèm theo đó là những âm thanh lách tách như có một ai đó đang đội nước ở bên ngoài vậy lại cái gì nữa thế này không lẽ bất chợt quang dùng mình cảnh tượng đêm qua dường như đã ám ảnh vào đầu cổ quang nó làm cho anh sợ hãi giống như một đứa trẻ mà sợ những ông kẹ vậy tiếng cánh cửa phòng lại đóng lại quang nghe thật kỹ xem bên ngoài căn phòng thực sự là ai đang xả nước hay không nhưng khi quang kê tai vào cửa thì bỗng nhiên không gian lại tĩnh lặng đến lạ thường bất chợt phía bên kia của cánh cửa có một giọng nói chuyện qua tai của quang đừng có mà rình tao sẽ giết mày đấy sau khi nghe được giọng nói đó chân của quang lúc này không còn đứng vững nữa ngã bịch xuống đất miệng há hốc đôi mắt trợn trắng anh hét lớn cái gì thế này là nó nữa sao? Cố gắng ngồi bật dậy bấm nút khóa cánh cửa lại, chạy vội lại giường anh nhấp số gọi cho Minh là bạn của Quang. Tiếng trông bắt đầu đổ ở đầu dưới bên kia. Alo? Quang chấp miệng nói. Bộ dành không, bộ chạy sang nhà của sinh với tôi, tôi đang gặp một vấn đề. Ở đầu dưới bên kia không trả lời một lát sau mình đáp. Được rồi để tôi chạy sang bộ đợi tôi một lát. Ở nhanh nhá cánh cửa không khóa đâu, bộ cứ đẩy cửa vào trong phòng, được rồi bồ đợi tôi một chút tôi đang chuẩn bị đấy Tắt máy điện thoại đôi tay của quang run rẩy miệng ấp úng bất chợt điện thoại của quang lại vang lên nhìn vào số điện thoại đó là một dãy số lạ có đuôi hai tư quang bắt máy xem có chuyện gì quang hỏi alo ai đấy ạ à? nhưng đầu dây bên kia không trả lời quang đáp lại đó là những tiếng nước chảy nước chảy rất mạnh quang nói alo tôi nghe ở đầu dây sao không lên tiếng Bất chợt ở đầu dây bên kia đáp lại bằng một chàng cười man dở rồi đáp. Là tao đây. Bước ra khỏi phòng chưa với tao. Ta đang ở trước cửa của mày nè. Mở cửa ra đi. Tiếng nước ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng. Vội tắt máy quang kéo chiếc chắn đáp lại. Nhiệt độ căn phòng không hiểu tại sao lại lạnh đột ngột. Lạnh đến nỗi tay chân của anh gần như bị đông cứng lại. Đã 15 phút trôi qua, đôi mắt của Quang luôn hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Quang không dám nghĩ tới một khi cánh cửa đã đột nhiên mở ra, hiện rõ một người với cơ thể ướt súng đang nhìn mình. Bất chợt chuông điện thoại là một lần nữa vang lên khiến cho Quang sợ hãi. Hướng mắt vào màn hình điện thoại nhận ra đó là số của Minh. Quang bắt máy ở đầu dây bên kia mình hỏi. Tôi đang đứng trước nhà của Trinh đây. Bộ mau vào trong này đi, cánh cửa không hề khóa đâu. Tôi đang ở trong phòng của Trinh. Ok, để tôi vào quang tắt máy vội vàng thở dài nỗi sợ của quang lúc này đã vơi đi một nửa từ bên ngoài cánh cửa chính vội mở ra tiếp đến là cánh cửa phòng thật may mắn là có bồ đó không có bồ tôi không biết phải làm sao cả ý của bồ là sao thôi nhanh ra bên ngoài đi tôi nói cho bồ nghe bước ra khỏi căn nhà quang đóng cánh cửa chính rồi bước xuống thềm đến lúc này quang mới thật sự cảm thấy thoải mái Cảm giác lo sợ không còn nhưng mà cảm giác có người đang nhìn Quang vẫn chưa dứt. Quang xua tay nói với Minh. Thôi đi ra khỏi đây nhanh đi ông à. Tôi có cảm giác như có người đang nhìn mình đấy. Lúc này tại công ty bảo hiểm Trinh đang ngồi làm việc trên máy tính. Soạn một số tài liệu về khách hàng để chăm sóc. Thì bất chợt từ bên ngoài Duy bước vào. Trinh em ra đây anh muốn nói chuyện với em một lát. Chắc lại là chuyện tối qua xếp gây gỗ với Quang vội lưu lại suốt tài liệu ban nãy trinh đã soạn tắt máy trinh đứng dậy bước vào trong phòng của giám đốc bước vào căn phòng nhìn thấy duy đang ngồi trên bàn khuôn mặt có vẻ rất khó chịu tiến lại bàn uống nước trinh ngồi xuống đối diện duy vội mở lời hôm nay anh muốn trao đổi với em một vài việc dạ có việc gì ạ à? anh sẽ đưa em lên làm chức trưởng phòng của bên công ty ồ thật hả anh vậy thì tốt quá em cảm ơn trinh vui mừng xen lẫn hồi hộp cái chức trưởng phòng của công ty mà Trinh nằm mơ cũng khó có thể được. Nhưng này lại khác. Tất cả mọi chuyện đến với Trinh một cách thuận lợi Cứ như Trinh muốn gì ắt sẽ được như vậy. Duy lúc này hỏi. Quang bệnh à, tại sao hôm nay tôi không thấy? Dạ, sáng nay anh ấy bị bệnh sốt cao, thành ra hôm nay xin nghỉ xếp à. Mà chuyện tối qua... À không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người làm chung một công ty tôi làm xếp cũng không muốn nội bộ của mình đục đục nói xấu lẫn nhau. Xem nói vậy thì tốt quá, Em chỉ sợ xếp hiểu lầm rồi quay sang ghét Quang thì tội cho em. Không có đâu. Thế em hãy quay trở lại công ty làm việc đi. Anh muốn nghỉ ngơi một lát. Vội đứng dậy chào Duy rồi trinh bước ra bên ngoài. Lấy trong túi chiếc điện thoại trinh vội nhắn cho Quang. Anh ở nhà thì có khỏe không? Chưa khỏe thì kiếm cái gì ăn nha? Tại một khung cảnh khác, chiếc xe vừa dừng lại tại một quán cà phê với sự băn động. Chiếc xe vừa dừng lại tại một quán cà phê sự việc mà nãy khiến Châu Quang phải thất kinh. Khuôn mặt của Quang xanh sao thấy rõ. Bước vào quán cà phê Quang tìm một nơi góc khuất ít người. Sau khi ổn định chỗ ngồi bắt đầu Quang nói với Minh. Bà nãy từ gặp ma ông à. Minh giật bắn mình rồi phì cười Minh nói. Bộ bắt đầu sợ ma từ hồi nào về Quang. Lúc trước bộ là thằng bạo gan nhất mà. Dám tuyên bố trên đời không có ma. Tại sao bây giờ bộ lại nói vậy? Nhỏ cây miệng một chút đi. Tôi đã thấy vong hồn, đêm qua cũng là đêm kinh hoàng đối với tôi. Tôi đã nhìn thấy một người chui lên từ buồn cầu kéo chân của tôi. Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao vong hồn đó lại muốn giết tôi ông ạ. À. Đêm qua bên tai của tôi nghe thấy một giọng nói là Tao giết mày, cô ấy là của tao. Mình đưa đôi mắt nhìn Quang Minh hỏi Có thật vậy không? Quang liền nói Đúng như vậy, nó cho tôi biết thế nào là ma quỷ. Nhưng mà tại sao nó lại muốn giết tôi? Mới sáng đi thôi tôi cũng đã chứng kiến những sự việc kinh dị tôi nghĩ là có người đang hại tôi bằng một thứ tà thuật nào đó bất chợt điện thoại của quang có thông báo tin nhắn đó là trinh trong tin nhắn trinh nói anh ở nhà thấy có khỏe không chưa khỏe thì kiếm cái gì ăn đi nha anh có đó không sao không trả lời em vậy quang lúc này nhắn lại bà ấy anh đang gặp nó hiện tại anh đã rời khỏi nhà của em và đến một nơi khác khi nào em về anh sẽ kể cho em nghe trong quán cà phê hai người con và minh vẫn ngồi cạnh một góc riêng để nói chuyện con nhìn minh với một ánh mắt sợ hãi minh thì cũng đang lo lắng minh là người rất tin tâm linh không những là tin mà minh còn thấy rất nhiều lần bất chợt minh nói tôi đang liên tưởng đến một vấn đề không biết là có đúng hay không quang liền thắc mắc hỏi thì bộ cứ nói ra xem sao mình nuốt nước bọt mặt hoang mang đáp đã bao giờ bồ nghĩ tới cái chuyện vòng hồn trong căn nhà đó là của Trinh mang về không? Quang nổi ra gà khi nghe Minh nói đến điều đó, ngay cả bản thân của Quang cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này. Quang run rẩy hỏi: sao bồ lại nói vậy? Minh khẽ đáp: tại vì bỗng nhiên tôi nhớ đến câu nói bàn nãy, câu nói mà đêm qua bồ đã nói là ngay trong toilet tao sẽ giết mày, cô ấy là của tao. Vậy giả thuyết được đặt ra là tại sao nó lại muốn giết bồ? Đúng như vậy là tại Trinh. Câu nói ấy phần nào cũng chứng minh được hồn ma đó rất thích Trinh và không muốn ai gần gũi với Trinh cả. Một khi ai dám gần gũi quan hệ xác thịt với Trinh, hồn ma đó sẽ bám theo và giết người đó. Quang lúc này lắng nghe chăm chú những lời mà Minh nói. Câu nói của mình rất thuyết phục vì nó đã nói chúng vào những điểm mà Quang lấy ví dụ là ngay khi Trinh về lại Sài Gòn. Trinh và Quang có đi chơi cùng nhau và tôi đến hai người có một đêm ân ái mây mưa kết quả là khi đang ở trong giai đoạn nóng bỏng nhất thì bất chợt quang nhìn thấy một chiếc bóng đứng ngay cửa sổ tiếp đến cơn đau đầu lại ập đến quang đau dữ dội cơn đau dữ dội khiến cho quang phải ngất xỉu và đêm qua cũng vậy sau khi bước vào nhà của trinh cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình và những câu nói trong toilet và những hiện tượng dị thường đêm qua phần nào chứng minh được điều đó bất chợt mình nói đã bao giờ bồ nghe tiếng chuyện bị duyên âm chưa? Bên ngoài trời bắt đầu nổ sấm chớp, một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Những phân tích của mình ban nãy nghe như sấm giật ngang tai. Nhưng phân tích một lúc Quang thấy không hợp lý Quang nói. Cái phân tích của ông ban nãy hợp lý nhưng mà lại không hợp lý. Tôi đang liên tưởng tới một vấn đề khác. Tuy cái phân tích của bồ lúc đầu là hoàn toàn trùng khớp với những hiện tượng tôi đã gặp. Nhưng mà tôi lại nghĩ đó là một vấn đề khác vấn đề mà ban nãy tôi nói với bổ tôi bị một người nào đó chơi ngài hại tôi mình gật gù mình nói vậy tại sao ông lại cho là ông bị ngài quang vội vàng đáp hôm qua tôi có mâu thuẫn với một người đó là giám đốc của công ty mà hiện tại tôi đang làm việc vì hôm qua là ngày sinh nhật của trinh tôi định tạo cho trinh một bất ngờ nhưng mà khi đến nhà tôi thấy trinh đi với giám đốc hai người đi chung một xe rất tỉnh tứ cho nên tôi lại nổi cơn ghen tôi đã nắm vạt áo của anh ta và buông lời hăm dọa cấm anh ta không được có ý đồ gì với trinh tôi cũng có cảm giác anh ta rất thích trinh tôi nghĩ sau khi anh ta về anh ta đã kiếm người hại tôi và hại tôi bằng một thứ ngài gì đó minh gật cù mà đáp Không đúng nhưng mà cũng không đúng tôi cũng tìm hiểu rất nhiều muốn nuôi ngài rất khó và muốn ngài giết người cũng càng khó hơn không thể nào trong một đêm mà bồ đã khẳng định anh ta hại bồ được nhưng mà chắc chắn điều mà tôi nói với bộ có đúng hay không Thì tôi và bộ sẽ làm thử một thí nghiệm Quang liền thắc mắc hỏi lại Là thí nghiệm gì? Mình kể sát miệng vào tay của Quang nói Mình sẽ lấy giám đốc của bộ để làm chuột bạch Để thử xem có đúng với những gì tôi nói hay không Và ngay lúc này bộ phải nhanh chóng tránh xa trình giả Càng xa càng tốt Hiện tại con quỷ đó đang có mục tiêu là bộ Nếu bộ còn gần trình người chết đầu tiên sẽ là ông đó những hiện tượng kinh dị như là một cánh tay thò lên từ buồn cầu với một khuôn mặt kinh dị những câu nói mang đầy tính chất hăm dọa mới đây thôi một cuộc điện thoại và giọng nói của đầu dây bên kia là giọng nói của người thanh niên đó những lời nói lạnh lùng vang vọng như từ địa ngục tất cả những thứ đó khiến cho một thằng đàn ông vốn được coi là gan góc lăn xả đi thương trường xã hội đã phải trở nên yếu đuối những thứ đó bất cứ ai chưa trải qua đều không thể hiểu nhìn đồng hồ đã một giờ chiều quang nói Bà nãy bồ nói lấy giám đốc của tôi làm chuột bạch là thế nào Đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm mình đáp lại câu hỏi của quang chẳng phải ban nãy bồ nói là giám đốc của bồ rất thích trinh hay sao nếu muốn xác thực được nguyên nhân tại sao cậu bị vậy thì xác thực xem rốt cuộc trinh có bị duyên âm hay không quang hỏi phải làm cách nào để xác thực việc này cơn mưa ở ngoài trời vẫn đang rơi những tiếng sấm nổ vẫn không dừng từ bên trong quán minh vội trả lời quang theo như bà nãy bộ đã nói, giám đốc của bộ hiện tại đang thích Trinh, nhưng chỉ là phạm vi thích thôi, vẫn chưa có quan hệ thân mật gì cả. Với lại cả hai không có những quan hệ xác thiệt với nhau. Mũi rùi hiện tại đang hướng về phía bộ, bộ hãy chuyển mũi rùi đó sang giám đốc của bộ và bắt đầu theo dõi nếu giám đốc của bộ có những hiện tượng sợ hãi dẫn đến cơ thể ốm dần, khuôn mặt xanh xao thì đúng là Trinh đã bị duyên âm. Và ngược lại nếu mà giám đốc của bộ chẳng bị vấn đề gì, khi anh ấy tiếp cận Trinh thì câu trả lời của bồ cũng đã hiểu rồi đó ý của bồ cũng đã đúng anh đặt thực sự đã dùng ngài hại bồ sấm chớp lại văng lên ầm ầm hai người đàn ông đang nói chuyện với một vẻ mặt rất nghiêm túc và sắp tới đây họ sẽ làm một việc kinh dị nhưng những sự việc này chỉ để xác thực cho những suy đoán của họ hai giờ chiều rời khỏi quán cà phê với nhiều những nỗi nghi vấn và không còn cách nào khác quang đành phải nghe lời của minh và làm những việc mà ban nãy mình đã nói mình dẫn Quang đến một quán ăn gần đó để tiếp tục bàn tán. Gọi đồ ăn tuy lúc này bụng rất đói nhưng Quang không động đũa. Chỉ có một mình Minh đang ăn. Vội vã buông chén xuống mình nói. Bây giờ con lo lắng cũng không làm được gì cả. Bộ không ăn lấy sức đâu mà tiếp tục. Quang cầm cốc nước lọc uống một hơi. Quang cười nhẹ rồi lắc đầu. Bộ cứ ăn đi tôi tâm trạng đâu mà ăn uống. Mà xin lỗi vì đã làm phiền bộ nhiều quá. Minh liền đáp. Bạn bè với nhau bao năm Khi bố gặp chuyện thì tôi phải giúp Ơn nghĩa cái gì chứ Nếu bây giờ bồ không ăn thì bố đang tự hành xác của mình đó Bố mà không ăn thì bố sẽ chết trước khi con quỷ đó giết bồ mà thôi Ăn đi Quang mỉm cười rồi đáp Ờ cảm ơn bồ nhiều Ba giờ chiều trong quán ăn Minh và Quang vẫn đang ngồi Nhưng Quang ăn rất ít Khẽ lắc đầu Minh nói Ông đang suy nghĩ chuyện gì vậy Giận mình vì đang tập trung suy nghĩ Thì Minh gọi Quang đáp tôi đang nghĩ là làm cách nào để xa trinh để trinh không buồn mà thôi vì một khi trinh buồn trinh sẽ không tiếp xúc với bất cứ ai giám đốc gì cũng không ngoại lệ khẽ lắc đầu cười minh nói trời đất đây thằng bạn tôi thì bồ có nói bồ về quê có một người bệnh ở dưới quê lý do khá là phù hợp cho việc xin ở công ty một thời gian và giám đốc của bồ cũng không ngần ngại cho bồ nghĩ là bồ đang là đối thủ cạnh tranh của anh ta Bố nghĩ anh ta có thể tiếp cận Trinh một cách dễ dàng hay sao? Và đó cũng đâu có là cách khiến cho Trinh phải buồn. Đúng rồi, vậy mà tôi không nghĩ ra. Trước giờ bố luôn là một người sáng suốt trong tất cả mọi chuyện. Vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trinh trong tin nhắn Quảng nói. Em về chưa, bà nãy mẹ mới điện lên là gì ba bị bệnh rồi em mà. Anh phải về dưới ngay. Anh đang trên xe về quê gấp quá cho nên quên báo cho em. Một lát nữa em nói với giám đốc cho anh nghỉ ít hôm nhé. Bất chợt thông báo điện thoại của Quang phản hồi Mở điện thoại lên đó là của Trinh Trinh nhắn lại Dì bệnh có sao không anh Mà anh bệnh đấy nhớ giữ gìn sức khỏe Quang vội nhắn lại Anh biết rồi lát em về cẩn thận Có gì anh sẽ nhắn tin cho em sau Tắt điện thoại Quang nhìn Minh rồi khẽ gật đầu Minh như hiểu ý của Quang nói gì Bất giác mình nói Tạm thời là như vậy đi Kiên nhẫn chờ đợi những sự việc xảy ra Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời Hiện tại vong hồn đó đang ở trong nhà của Trinh Bộ hãy hạn chế đi lại khu vực đó khi không cần thiết Khẽ gật đầu Quang liền đáp Tôi biết rồi Quang và Minh lên một kế hoạch hết sức hoàn hảo Đem giám đốc Duy ra làm chuột bạch Nếu như anh ta thích Trinh thật Anh ta sẽ chủ động để tiếp cận Trinh Và đến lúc đó Minh và Quang sẽ biết thực chất Quang đã bị ngài hại Hay là Trinh đã thực sự bị duyên âm Tại công ty bảo hiểm lúc này đã là 5 giờ Trinh đang dọn dẹp một số giấy tờ khách hàng mà ban nãy cô đã kiếm Trong căn phòng chỉ còn một mình Trinh Vì nhân viên văn phòng đã về hết Vội tắt máy thì bất chợt bên tai của Trinh vang lên giọng nói Trinh em đang làm gì vậy Giật bắn mình Trinh chầm chậm quay lại Em làm gì cứ như anh làm ma vậy đấy Vội thở phào Trinh nhìn trước mắt của Trinh lúc này là xếp Duy Duy đã bắt đầu mỉm cười rồi nói em làm gì sợ đến như vậy? anh định báo cho em một tin vui. trinh mỉm cười, tay đóng tài liệu vào khay, trinh nói: ở à, chuyện gì vậy sếp? em có tin vui à? gật đầu duy nói: anh sẽ báo cho em tin vui này nếu hôm nay em gật đầu đi ăn với anh. trinh ấp ống duy lại hỏi: em sợ quang à? ban nãy anh có nhận được một cuộc gọi từ nó, nó bảo hôm nay nó về quê thăm gì của nó bệnh em cứ yên tâm, mình chỉ đi ăn thôi mà. trinh luôn bị ép vào tình cảnh khó xử này. Nếu gì không phải là giám đốc công ty Thì còn lâu Trinh mới đi Khét gật đầu Trinh đáp Dạ vâng ạ à. Duy vui vẻ đáp lại Vậy nhá Vậy em về nhà đi tầm 6 giờ anh qua đón Bước ra khỏi cổng công ty Trinh vội lấy túi ra chiếc điện thoại Nháy máy gọi cho Quang Trung đồ hồi lâu ở đầu dưới bên kia Quang đáp Alo anh nghe Trinh vội trả lời Em muốn nói với anh chuyện này Chuyện là hôm nay ship Duy lại rủ em đi ăn nữa anh ạ à em muốn từ chối không được anh cho phép em đi với anh ấy bữa nhá cá đã cắn câu quang vui vẻ đáp nhưng mà đi rồi phải về sớm đó không được về trễ đâu anh đợi em về nhắn tin cho anh đó trinh mừng dự đáp lại Dạ mà anh về tích quê chưa anh đang trên xe cũng gần về quê rồi khi nào tới anh sẽ báo cho em hay thôi em về đi tất điện thoại trinh vui vẻ chạy về nhà nhưng cô thắc mắc tại sao quang lại không phản đối Và lại bữa hôm trước quang rất ghét xếp duy sao ngày hôm nay lại đồng ý cho Trinh đi không mất một giây suy nghĩ như vậy. Tại căn nhà của Quang lúc này Quang hồi hộp, vội nhấc máy gọi trông Minh. Tiếng trung đổ Minh bắt máy, Quang nói. Alo, tôi nghe này. Cả căn câu rồi bồ ạ, à. hôm nay Duy lại hẹn Trinh đi ăn. Thằng này mặt dày thật đó, phải là tôi như ngày hôm qua tôi đấm vào mặt nó rồi. Ở đầu dưới bên kia Minh liền đáp. Bồ bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ bồ thay đồ và chạy sang nhà của Trinh đợi nhé. Khi thấy họ đi thì bộ theo dõi họ Vậy đi có chuyện gì bồ báo cho tôi nghe Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ chiều Quang vội vàng thay quần áo Hôm nay Quang xác thực xem thử thứ mà khiến cho anh đêm qua ngạt thở rút cuộc là gì Chỉ cần Duy bước vào căn nhà đó Thì Quang sẽ xác định được vấn đề này là như thế nào Nếu là bị vấn đề duyên âm như mình bàn chiều Thì cái mũi rồi đó sẽ chuyển sang cho Duy Nhưng nếu nói theo ý của Quang thì Quang thực sự bế tắc bước ra khỏi căn nhà quang vội dẫn một chiếc xe quay quang không dám dùng ô tô đi ô tô rất khó để theo dõi quang cảm thấy hồi hộp như thể mình đang đi tìm kiếm manh mối để phá một vụ án lớn vậy gò ga thật mạnh không lâu sau quang đã có mặt tại một quán nước đối diện nhà của trinh vội xuống xe dắt vào bên trong lề quang ngồi tại một góc khuất cho người từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy kêu vội ly cà phê quang hướng mắt nhìn quan sát ngôi nhà của trinh Đồng hồ lúc này đã là 7 giờ thì bất chợt từ đằng xa một chiếc ô tô đang chạy đến đỗ trước nhà của Trinh. Để kính cửa bước xa Quang nhìn thấy lúc này đó là Duy. Bất chợt điện thoại của Quang khẽ vang lên thông báo. Thông báo đó là của Trinh Trinh nhắn. Em đi nhá anh. Quang không trả lời chỉ tập trung quan sát. Bất chợt Quang nhìn thấy từ trong căn nhà có một bóng người lướt đến bên cửa sổ ban công và nhìn chằm chằm xuống dưới sân nơi mà Duy đang đứng và mỉm cười. Đúng là nụ cười đó, một nụ cười rất thân quen. Quang cũng đã gặp một lần, ngay trong toilet nhà của Trinh đêm qua. Bất chợt dùng mình Quang nhắm tịt thay mắt lại, đến khi mở mắt ra thì lại chẳng còn thấy gì nữa. Nhưng Quang lúc này lại thấy từ bên trong nhà Trinh đẩy cửa bước ra. sinh ăn mặc rất kín đáo, trang điểm cũng vợ không xinh như Trinh đi với Quang. Bước lên xe, cánh cửa xe vội vàng đóng lại, chiếc ô tô đã bắt đầu lăn bánh. Cô ơi, tính tiền cho cháu, vội tính tiền nước quang bước lên xe chạy sau đuôi chiếc xe ô tô bàn nãy xe lăn bánh tới một nhà hàng khá sang trọng vội bước xuống xe duy bước đến mở cửa cho trinh hai người chậm rãi bước vào trong nhà hàng mẹ nói cái thằng chó chết sao mày có thể mặt dày thế hả quang không vào nhà hàng vì mục đích của anh chính là căn nhà của trinh ban ấy anh cũng đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua trong cửa sổ căn nhà khuôn mặt và nụ cười ấy rất kinh dị nó khiến cho Quang từ một thằng đàn ông mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như một cô gái vậy. Ghé xe tại một quán nước gần đó Quang nháy mắt gọi Minh. Alo bồ à, sao ông đã làm tới đâu rồi? Quang liền vội vàng trả lời. Mọi chuyện rất khả quan, dường như là họ không biết tôi đang theo dõi họ. À ban nãy tôi thấy một cái bóng xuất hiện trong căn nhà của Trinh đế bộ, nó khiến tôi hoảng sợ đến tột độ. Minh vội đáp. Vậy thì đúng rồi, sẽ có thể là bị duyên đâm Chứ nếu là ngại thì nó sẽ đi theo Duy Chứ không có ở nhà đâu Hoặc có thể là nó đang theo nhưng mà không phải Duy Mà là theo Trinh đấy bộ Bộ phải cẩn thận tránh lại gần Trinh đấy Hãy chậm chậm mà theo dõi Bộ không được nóng này làm hư mọi chuyện đâu Tôi biết rồi tôi đang đợi hai người họ ra đây Sáng nào hôm nay cái tên biến Thái Duy Cũng vào cho được nhà của Trinh biết thôi Một tên dâm đắng mày dám động vào Trinh Ta sẽ phanh phát của mày ra Cái thằng chó chết Minh vội đáp Bộ bình tĩnh đã, giận quá mất khôn đó, dục tốc bất đạt. Hãy quan sát, mọi chuyện thành bại là ở bộ hết đấy. Nhà hàng hôm nay Duy và Trinh đến là một nhà hàng của Pháp lớn có tiếng tại Sài Gòn. Nhà hàng có phục vụ phòng ăn riêng cho những cặp tình nhân. Bước vào bên trong căn phòng đập vào mắt của Trinh lúc này là những ánh đèn lung linh có đầy đủ màu sắc. Kèm theo đó là những bản nhạc giao hưởng vang lên. Trên bàn tất cả thức ăn đều đã được dọn sẵn nhìn rất bắt mắt đi kèm theo đó là chai rượu vang đỏ thượng hạng mang thương hiệu của pháp. Duy vội vàng kéo ghế mời trinh ngồi vào bàn duy khẽ nói: hôm nay em đẹp lắm. khuôn mặt đỏ bừng với chút ngượng ngùng trinh ấp úng em cảm ơn anh. duy cầm chai rượu vang ở trên tay khẽ bật nắp của chai rượu rót vào trong hai chiếc ly. duy bột tay vừa rót rượu tay còn lại lấy trong túi ra một viên thuốc có màu hồng nhạt bỏ vào trong một ly rượu. Duy lắc nhẹ cho thuốc màu tan sau đó đưa cho Trinh. Nào vô thế em. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên nghe thật im tai. Cắp thức ăn vào chén của Trinh Duy khẽ nói. Vấn đề ban nãy anh nói với em em còn nhớ chứ? Trinh ngừng ngác hỏi. Là vấn đề gì thế anh? À em nhớ rồi anh nói là sẽ báo cho một tin mừng có phải không? Duy gật đầu mỉm cười. Đúng như vậy. Tin vui đó là ngay ngày mai em sẽ chính thức lên chức trưởng phòng của công ty. Ồ thật vậy sao? duy gật đầu đáp là thật anh chưa bao giờ nói đồ với em đâu trinh mừng rỡ vậy thì tốt quá em cảm ơn anh mình cũng ly thưa anh trinh vội vàng uống cạn ly rượu lúc này viên thuốc đó đã tan hết cống đồng nghĩa với việc thuốc mà ban nãy duy bỏ vào ly đã bắt đầu ngấm vào trong người của trinh khi mà trinh uống cạn ly rượu khẽ nhếch mép cười duy rót tiếp rượu vào trong hai chiếc ly nhìn đồng hồ lúc này đã là một tiếng trôi qua ruột gan của quang lúc này sôi sùng sục nhìn người yêu của mình đi ăn với người khác nhìn vào hoàn cảnh này ai mà bình tĩnh cho được chỉ có những người có trái tim sắt đá máu lạnh mới vậy thôi nhưng đối với quang thì khác bất đắc dĩ lắm quang mới làm như vậy bất chờ điện thoại của quang có chung thông báo tin nhắn nhắc đó là của minh minh nhắn tình hình sao rồi họ về chưa quang nhắn lại mẹ kiếp không biết cái thằng chó chít nó làm gì trinh mà ở trong đó lâu vậy không biết. Mình vội vàng đáp. Tôi đã nói rồi ông bình tĩnh hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay khi hắn vào nhà của Trinh Trong nhà hàng lúc này Trinh cảm thấy cơ thể của mình nóng lên hừng hực Nhịp thở mạnh hơn bình thường Hai chân của Trinh khép lại và co rúm. Trinh cảm thấy lúc này phần dưới của mình đang nóng lên Và tiết ra rất nhiều dịch nhợn Trinh đưa mắt nhìn Duy với một đôi mắt bắt đầu khó chịu và đầy nhục dục những hiện tượng đó là sao không lẽ thứ thuốc ban nãy là không sai đó là thuốc kích dục duy muốn thực sự có được trinh nhưng bằng cách này sao thật hèn hạ duy đúng là loài cầm thú không bằng xếp duy em nóng lắm em uốn mỉm cười kế hoạch hèn hạ này của duy đã thực hiện thành công cơ thể của trinh lúc này thật sự đang ngấm thuốc mà duy đã bỏ vào trong ly rượu ban nãy thì thuốc rất mạnh nó khiến cho Trinh dùng mình khó chịu. Cơ thể của Trinh đổ mồ hôi ra rất nhiều, mặc dù nhiệt độ trong phòng không hề nóng. Trinh cười bỏ lớp áo khoác để lộ ra một khuôn ngực tròn đầy gợi cảm. Đôi môi của Trinh lúc này cứ không ngừng di chuyển. Nó cắn xét linh hoạt lên nhau như đang khêu gợi duy vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.